nhất. Chị yêu cầu để xe xuống hầm 2. Cháu đi BBC thì để xe ở đâu ạ? Mời anh để xe đấy, mời anh đi vào cửa hàng cho tôi. Chào bạn, đang đang có chị Giang này. Chào em là em hôm nào đi campus tour sinh viên ngoại thương đây. Nhớ chưa? À, em có phải cái đứa mà chơi FIFA với chị đúng không? Mà thua ba và lên biết đúng không? Hôm nay em đến BBC về tập luyện đá với chị đây. BBC à? Tưởng gì? FIFA đây. Ok. Thế BBC để đá FIFA thôi đúng không em? Chị nói thế sai rồi. Đấy là những phần mềm học tập. Em hôm nào đi campus tour muốn trở thành một content creator. Phần mềm học tập là FIFA này, CS:GO, PUBG, GTA 5. Còn mấy cái phần mềm giải trí như kiểu là dựng phim, làm đồ họa, đấy chỉ là phụ thôi. À phụ thôi à? Rồi chú em ấy phết tí à? Thế có cần đẹp không? Đẹp thì càng tốt, miễn sao mạnh lại được. Thế ngân sách bao nhiêu tiền? Đấy chị biết đấy, sinh viên nghèo vượt khó có tiền đâu. Một năm học của em có đủ không? Sinh viên nghèo vượt khó ngoại thương à? Một năm học cũng phải 20 triệu đấy nhỉ? Tầm đấy. Ok, I accept this challenge. Ngồi đây đợi chị nhá. Dạ. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PCM Channel. Anh em có nhận ra điều gì không? Đấy là em channel này đã trở thành PCM Channel. Lý do tại sao mà bọn mình đổi tên ý, thì đơn giản là để anh em có thể nhận diện thương hiệu PCM tốt hơn. Và cũng rất là mong là càng ngày càng có nhiều anh em ủng hộ PCM nhiều hơn nữa nhá. Thì như cái tình huống vừa rồi là cái tình huống mà trong sự kiện Campus Tour của nhà Intel Việt Nam kết hợp tổ chức với cả trường đại học ngoại thương, thì có một bạn sinh viên hỏi chúng mình là tư vấn cho bạn một cái cấu hình PC mà chiến mượt được hầu hết tất cả các tựa game hiện nay. Thì bạn ý chơi FIFA này, Liên Minh này, CSGO với cả GTA 5. Ngoài ra thì bạn còn là một content creator nữa. Nhưng mà chơi game là chính, còn cái kia chỉ là phụ thôi. Thì đây là cấu hình cho bạn sinh viên ngoại thương đây. Cái cấu hình tham khảo này có giá 19.990.000. Link sản phẩm thì mình để ở dưới mô tả nha anh em. Thì cái sản phẩm này thì có hai option quà tặng cho anh em. Thứ nhất là nếu mà không lấy khuyến mãi thì anh em sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu vào hóa đơn. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em nên chọn option quà tặng thứ hai, bởi vì cái option quà tặng thứ hai này tổng trị giá của quà tặng lên đến 1,5 triệu, thì bao gồm một thanh RAM 8GB, nó sẽ nâng tổng cái RAM của bộ PC của anh em lên 16GB nhá. Thì với 16GB thì anh em có thể chơi game mượt mà và tối ưu hơn, đa nhiệm cũng tốt hơn. Với cả là khi mà làm cái tác vụ của một content creator ấy, ví dụ như là làm ảnh hay là edit video, thì nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Và cái quà tặng thứ hai đấy chính là cái tản nhiệt CR1000 quốc dân này. Thật ra thì các bạn dùng tản stock thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng, với cả nó không tản nhiệt tốt bằng cái con CR1000 này. Và hiện tại thì dòng chip thế hệ thứ 12 của nhà Intel ấy, nó cũng khá là rẻ rồi. Mà đặc biệt khi mà build những cái cấu hình PC mà cho những ai muốn tối ưu về giá thành ấy, mình vẫn sẽ luôn ưu tiên chọn cho các bạn cái dòng chip mà có đuôi F nhá. Bởi vì nó sẽ không có cái GPU tích hợp bên trong, nên là khi mà anh em mua về nó sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá đấy. Và bên cạnh đó ấy, thì cái hiệu năng của con 12400F so với cái con 12400 ấy, nó cũng sẽ tương đương khi mà build kèm với card đồ họa. Và card đồ họa ở đây là mình có cho anh em là con RTX 3060. Trời ơi, bây giờ card đồ họa giá chạm đáy nỗi đau rồi anh em ạ. Thậm chí nhá, khi mà các bạn mua mới trong năm nay ấy, giá nó còn thấp hơn khi mà mua cũ ở năm ngoái. Thế nên là nhánh tay đi BBC nha anh em. Và tại sao lại là 3060? Thì đơn giản là bởi vì nó mạnh hơn, nó mát hơn, lại còn ăn ít điện hơn 2060 nữa. Cụ thể ở đây thì mình có cho các bạn là con Gigabyte RTX 3060 Gaming OC. Tại sao lại là của nhà Gigabyte? Là bởi vì nó có hệ thống tản nhiệt WinForce 3X độc quyền rất mát, rồi nó đẹp nữa. Như các bạn thấy ở đây, giải LED RGB có thể tùy biến theo sở thích cá nhân trên phần mềm của nhà Gigabyte nữa nhá. Ngoài ra thì về độ hoàn thiện các chi tiết cũng rất tốt nữa, uy tín nha anh em. Và như ở đầu video tôi đã chia sẻ thì anh em nên chọn option quà tặng thứ hai, là bởi vì nó sẽ có hai thanh RAM và nâng tổng bộ PC lên là 16GB. Đây, hai thanh RAM có LED RGB rất là đẹp luôn. Tiếp theo là SSD. SSD thì là 240GB SATA 3 đến từ nhà Gigabyte. Với 240GB thì cũng đủ nhu cầu cho bạn sinh viên ngoại thương rồi. Bạn có thể tải một số cái tựa game như là FIFA, Liên Minh hay là GTA 5 thì cũng rất là ok luôn. Và đối với nhu cầu anh em nào mà muốn lưu trữ nhiều dữ liệu hơn, ví dụ như các file ảnh hay là các file video của một content creator ấy, thì cứ mạnh dạn nâng cấp ghi của SSD
lên cho mình nhá. Hoặc là các bạn có thể mua thêm một ổ HDD nữa. Và tất nhiên là không thể thiếu được mainboard để các linh kiện có thể work với nhau rồi. Ở đây thì mình có là mainboard B660M của nhà ASRock. Tiếp theo là nguồn. Nguồn thì là 700W của nhà Cooler Master. Vỏ case này là của mic, có 3 fan LED ở đằng trước, rất là đẹp. Còn bây giờ, test game thôi anh em ơi. Sao? Thế chú em thấy bộ PC này thế nào? Không ngờ mượt vậy, 500 FPS FIFA bao giờ. Ý giời ơi. Chị ấn chị mà lị. Ôi nhưng mà chuyển đi kia. Anh Bảy chuyển đấy, đúng rồi. À, chuyển cắt thế nhỉ. À. Nhìn đây. Người nào đây? Ôi ôi, Anthony. Kia. Xu đê. Chọc khe. Xu đê. Xu xa không được, chọc khe. Ronaldo. Cảnh thế nhở, anh bảy cho em ra rồi. Nói chung em ưng rồi đấy. Ưng chứ. Nhưng mà có ship tận giường cho em không? Có, em yên tâm. Đến PC em ý là bọn chị free ship tận giường cho em luôn. Tận giường luôn? Ừ. Nhưng mà nhớ á, phải cái đầy đủ các phần mềm học tập đấy cho em. Em yên tâm. Uy tín. Ok nhá.